Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với đâu đó khoảng 8.500 tỷ ở arc chính của chúng ta. Và ở đây, sau 2 vòng sự kiện thì phải, mình có một con hàng Fernando Morientes cùng mùa Ligonary và Perti cùng ở mùa giải đó đều ở mức thẻ cộng 8. Thì không có lý do gì mình không build một đội hình xung quanh hai con hàng này cả. Và điểm chung của cả hai sẽ là mùa Ligonary. Và tất cả chắc chắn sẽ là full 8 ở đội hình này. Một đội hình mùa Ligonary cộng 8 mà tôi chưa bao giờ tôi build cả. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xuống tiền để build một đội hình mạnh nhất nha. Rồi để tôi ngó về mùa Ligonary này nào. Ôi 8.000 tỷ bây giờ có vẻ nó hơi ít anh em ạ. 8.000 tỷ của tôi bây giờ chỉ mua đúng được một con Ruth Gullit thôi. Vâng, mua đúng một con Gullit là hết tiền. Chabungkun nữa à? Ôi Chabungkun 2.500 à? Mê nha, Chabungkun mùa này mà vào đá cũng phê điên đấy. Hai chân 5 năm, đầu tàu thì ngon đét dần gì nữa. Tôi đang ngắm đến con Chabungkun anh em ạ. Con này là dễ mua này. Dô câu chạy cánh này. Có vẻ vụt được nhở. Morientes là tôi có trong đội hình rồi. Con hàng này thì chắc là sẽ đá chính luôn. Thôi tôi vít tạm con dô câu đi nhá. Mẹ bây giờ đi chợ toàn nghìn tỷ không ạ? Dã man nhở, nghìn tỷ con dô câu này này. Tôi định lấy con Chabungkun đầu tàu. Nhưng liệu nó có là quá tay quá không nhở? Chabungkun đầu tàu thì uy tín rồi. Con này là 2.300 tỷ. Bây giờ build những con hàng mẹ mày giá chua ấy nhở. Rồi hai con hàng công nhá, Chabungkun với dô câu đây. Rồi vụt về tiền vệ. À vụt về hàng thủ em à. Hàng thủ xem có những ai đã. Ôi phơ rẻ đấy. Phơ rẻ nhưng mà phơ ảo. Trời ơi, ảo như thế này thì bố thằng nào đó bán. Ô Pion à. Có vẻ Pion hợp lý nhở. Con này có thể vụt được nhá. Con này đặt 930 tỷ trước đi. Tôi nghĩ là Pion về được. Bờ lăng về được. Bờ lăng 121. Khó bờ lăng. Ô mua được ấy. Thằng bờ lăng này mua được à. Thằng này mua được thì săn nha. Thực ra thì trung vệ cũng hơi khó nhở. Chỉ có mỗi bờ lăng với Pion là đẹp nhất thôi. Cũng không có nhiều lựa chọn lắm. Đéo gì Vinic 2.000 tỷ, anh em tư vấn một con CB 3.000 tỷ, chịu anh em luôn mà. Một nhanh một chậm lấy đâu ra hàng mà em ơi. Giờ hàng đâu ra mà đòi hỏi thế. Ủa Essang này. Tôi nghĩ là lấy con Essang này cầy với Party tuyến giữa thì là bố của đời luôn ấy. Rồi cứ tạm con này 1.600 tỷ đi nhá. Ui mẹ ơi gần hết rồi, con này có vẻ lực hơi yếu nhở. Rồi rồi anh em ơi đợi cho tôi cân quả lương đây nào. Thử cân quả đội hình này xem nó đến đâu á. Đội hình này đến đâu hay đến đấy vậy nhá. Rồi vụt. Ở đây là đang định con cha này. Bán ô tô icon đi anh. Em đập lên cũng không xài. Ai chà. Thời đến rồi, thời đến rồi, thời đến rồi. Đây là cha đá bên này nhá. Cha với Morientes. Đó, cộng 8 chứ. Ủa tính ra đội hình cộng 8 này nhìn đẹp ấy chứ. Chỉ số sẽ 170 hết đấy chứ. Mề đấy, mề đấy. Perti đá với Essien tuyến giữa nó vụt thì quên sầu luôn ạ. Pion chắc là mua được anh em ạ. Ok, Pion tôi nhận nha. Bên cạnh lấy bờ lăng hoặc là lấy keo mát được. Con bờ lăng này tôi sợ là cũng đéo mua nổi. Bờ lăng mà mua được thì cũng khá là ấm ấy. Rồi bên này có dô câu nhá. Dô câu chắc suất đá chính luôn. 2 chân 5 năm. Lét phép. Xem nào. Bán Eto à. Eto được 1.000 tỷ à. Được đấy nhở. Làm tí máu Eto nhá. Con này bán rẻ rồi anh em ơi. 1.100 tỷ. Mua nhanh nhá. Nhưng mà bây giờ cần một con cánh nữa nhở. Cần một con đá cánh nữa anh em ạ. Thằng nào? Anh em cho tôi một cái tên cái. Ôi thằng Wai này à. Wai đá cánh không? Đéo đá cánh được đâu. Wai đá cánh ngu lắm. Jula này đéo mua được. Để mà dễ mua không phải là dễ nhá. Pires. Pires mua được. Wai đéo thấy giao dịch. Không biết được mua nổi không nhở. Hay là vụt con Sea Dog nhở. Dồn lực làm con Sea Chó này nữa nhở. Sea Chó ra cánh được này. Hay là Roberto Carlos nhở. Vụt con mẹ Carlos ra cánh này cũng được chứ nhở. Ôi Roberto Carlos này chạy vào điên đấy nhá. Và hệ thống này nó cũng điên đòn đấy. 133. Ôi mẹ ơi, chạy gần 140, lực sút 141. Hay là lấy Owen nhỉ, cho con mẹ Owen ra cánh nhỉ. Ginola đéo mua được chứ. Quepo thì ra cho Quepo ở đây nó đéo chạy cánh được. Thằng này đá trung phong thôi. Thật ra tôi có Morientes rồi. Hãy chơi mẹ Canot đi anh em nhỉ. Canot đá đây cũng mê điên đấy. Đừng có nói. Này, vào đây nó cũng 130x hết chứ còn gì nữa. Cha ra cánh cũng được nhưng mà cha ra cánh nó phí quá anh em ạ. Đầu tư 2.500 tỷ mà cho ra đá cánh thì cũng hơi bực. Một là lấy Owen, hai là lấy Canot thôi. Thực ra thì anh em mình đá chơi vui vui, chiêu chiêu cũng được mà. Canot này thì anh em mình cho đá cánh tạm đấy. Sau này mình đẩy về hậu vệ cũng được. Sao đâu mà. Thế Canot này sút xa chả điên à. Sợ đéo thì sút được tạt được mà.
Thì bây giờ còn hai cái vị trí này nữa. Hai vị trí này làm sao mua được cộng 8 nữa nhỉ? Lực của mình nó hơi đuối đấy. Cộng 8 thực ra nó không có người để mua nữa thôi. Thực ra là tôi cũng có tiền đấy chứ không phải là tôi không có anh em ạ. Hay là con thủ môn 8 nó máu mặt nhỉ? Van der Sa. Cũng đéo có hàng anh em ạ. Đéo có hàng cơ. Xem có em nào dễ mua không? Kelman này mua được không? Thực ra nó vẫn ảo, một số con nó vẫn ảo anh em ạ. Giá này chả thằng nào bán đâu. Bradmay mua được không? Bradmay 400 à? Thằng này cũng được nhá. Zanetti này ơ. Mẹ hay thằng này ảo điên chứ nhở. Thực ra thì sau này có thể làm bộ đôi này được anh em này. Zanetti, Bradmay. Tương lai, gọi là tương lai mình sẽ build vậy. Ui câu nữa này. Ờ thằng câu này mua được anh ạ. Anico này tầm 800 à? Nó chám tặng thằng Anico ở đây nhá. Anico ở đây đi. Livestream vui vẻ. Ok, cả bác giấu nhá. Cả bác rất là nhiều nha. Thằng Zanetti này sau này mua được không nhở? Nếu mà chưa dùng được thì tôi mua tạm cộng 5 nha anh em nhá. Gọi là cho nó có trước đã nhá. Sau đó thì tôi hứa là tôi sẽ về full 8 được. Zanetti, chắc là Zanetti hoặc Bradmay còn lại thôi. Cafu này. Lực này nó căng quá anh em ạ. Cafu này căng tay quá. Cafu lương 24. Nói chung là cũng khá căng tay. Lương cái mùa này nó cũng cao rồi. Lam này nữa thực ra khó mua nhở. Thôi cứ làm tạm con Cafu ở đây nhá. Ví dụ tương lai là như thế. Được chưa anh em ơi? Cơ bản nó sẽ là như thế này này. Nhưng mà ban đầu mà chưa đủ lực ấy thì anh em mình chơi tạm cộng 5 cộng 6 thôi nhá. Thì cái lý tưởng sau này thì có thể là như thế này này. Nhưng mà tạm thời thì chúng ta sẽ chỉ dùng 6 năm thôi. Bây giờ sẽ còn 14 lương à? 14 lương một thủ môn. Thì xem là đội hình có con nào lương 14 không thì mình vụt lốt nhá. Đây có thằng tỏi là thường này là lương 12 này, ngon rồi nè. Aurora này là lương mẹ lên tới 16 rồi. À đây rồi. Thực ra là có cái duyên thôi anh em ạ, nó là cái duyên thôi nhá. Tự nhiên lương 14 vừa khít cái lỗ thì cho đút nó vào thôi nhá. David Zaya. Được chưa anh em ơi? Được chưa? Còn chê cái điều gì nữa đây? Còn chê cái điều gì nữa đây? Nó là MME chứ còn gì nữa cái đội hình kìa. Lâu lắm rồi tôi mới build của ác chính thì nó cũng chiến đòn như này đây anh em ạ. Chỉ số khi mà full thì là 130 hết nha. Rồi chỉ sau một ngày trở lại thôi, đâu đó khoảng 10.000 tỷ mình đã phá sạch cùng mới một đội hình của League of Legends cộng 8. Và bây giờ thì anh em có thể nhìn thấy tất cả nó đã về vô cùng đầy đủ rồi. Có một chút những sự thay đổi để đội hình của mình về nhanh nhất, nhưng dù sao lòng cốt nó cũng đã được định hình một cách rất đẹp trai. Bộ tứ hàng công sẽ là Cha Bung Gun, bên cạnh là Fernando Morientes, bên trái là Roberto Carlos, và bên phải chúng ta sẽ có là Juco. Có rất nhiều những sự đổi mới và những sự lựa chọn mới mẻ của mình. Roberto Carlos với tốc độ sẽ rất nhanh. Ở đây thì hình như vẫn chưa phải là một team color mạnh nhất của Roberto Carlos. Nếu như mà full chỉ số anh sẽ có lực xúc tiến tới 141. Cha Bung Gun cũng sẽ có cho mình một bộ chỉ số rất đẹp, đâu đó sẽ chạy 138 và 138, rất điểm lực xúc rất ngon nha. Hai chân 55 mà tốc độ xúc xa đầy đủ. Người đá bên cạnh anh sẽ là Fernando Morientes, cầu thủ mình không đá nhiều lắm. Bù lại thì anh cũng có những kỹ năng dứt điểm rất ngon nhá, dứt điểm 136 và chọn vị trí là 136 luôn. Yoko thì với hai chân 55 mình cũng không lấn cấn lắm, tốc độ các thứ thì cũng rất là tốt, với 135 về tăng tốc. Bộ đội trụ sẽ là Perty, bên cạnh là Michael Essien. Đây là hai lựa chọn mà mình nghĩ cũng không có quá nhiều những vấn đề. Cả hai đều có những kỹ năng sút rất là khủng khiếp. Perty sút đâu đó khoảng 133-130, Essien 133-126. Ở đảo số hàng thủ chúng ta sẽ có Pion của mùa League of Legends sẽ là thủ lĩnh ở hàng thủ. Mùa này sẽ có cả siêu cản phá, cả lỗ đến cùng và cả là đánh đổ mạnh luôn. Nếu như mà full thì tốc độ của Pion cũng không chậm, 127 về tốc. Ở bên cạnh thì đáng nhẽ mình mua Blanc nhưng con đấy nó hơi ảo, rất khó mua. Đây là mình quyết định sẽ lựa chọn Raikin ở vị trí này. Bên trái sẽ là Anixco, và ở mùa giải này Anixco chạy bao nhiêu? Vâng, tăng tốc cũng lên tới 139 rồi và mà tốc độ đi kèm rất nhanh nha. Và người còn lại mình muốn mua ở đội hình này sẽ là Gattuso. Ở đây là một con hàng cộng 8, có thể nói là đang dễ mua ở thời điểm hiện tại nên là mình sẽ mua luôn để chúng ta có đủ một đội hình full 8. Chứ mình định săn là Cafu cơ. Nhưng mà thôi, Gattuso giá nó cũng mềm, nó chỉ đâu đó khoảng hơn 800 thì mình book luôn. Chạy cũng 126 có phổi.
Và với mức lương 16 còn dư ở hệ thống này, mình sẽ chắp vá vào đây là con Abriola các bạn nhé. Mùa BTB với full team của mùa Nigamberry thì anh em sẽ được chỉ số chung cộng 3 khi mà anh em đã đủ số trận nhé. Dù sao thì với một mùa giải rất là xa như Nigamberry và với mức thẻ cộng 8 thì việc build vào thời điểm hiện tại cũng là một cái điều mà anh em có thể cân nhắc nhé. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của full Nigamberry cộng 8 này. Rồi đá thanh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình Legendary này. Michael Essien, Chabukun. Ua, Chabukun. Tốc độ của Chabukun. Cá nốt chạy được không? Rồi xong rồi, vấn đề xong rồi đấy. Ơ à! Hay quá nhờ, Carlos vẫn còn nha. Carlos bắt không bao giờ bắt dính nổi. Đó. Ui, cái chân phải của Carlos à. Rồi, ok, Roberto Carlos. Tốc độ. Tạt quả đẹp như điên luôn này. Như mơ. Như mơ. Như mơ. Ơ à. Ơ à. Cuối cùng bàn thắng cũng đã đến rồi. Và đó là Joko. Một pha bóng may mắn. Ôi à, chạy quả chờ đấy. Hay. Vẫn để nó đẹp được kìa. Cày thế nhở. Michael Essien. Trời ơi. Rồi, vô cầu đây, vít cái nhẹ. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Ui. Rồi, Fernando Morientes. Fernando Morientes. Trời đó. Đỡ quả này à? Hay quá nhờ. Tương đối đỏ chó dành cho Chabukun pha bóng này. Đó. Vãi đái rồi sút vào á. Cha, thằng thủ môn kìa, sao sút vào đấy để cho nó sút được nhờ. Party! Rách cái lưới chưa? Cái chân trái mê thật đấy. Rồi, Chabukun. Tốc độ của Chabukun. Michael Essien. Bên này là Carlos. Carlos! Đỡ làm sao được đây. Và dấu chấm hết dành cho đội bạn. Chabukun. 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 Rồi, dễ rồi, dễ rồi. Mọi vấn đề đang được giải quyết một cách rất nhanh chóng. Chabukun. Đã hay thật, Chabukun đã hay thật. Hay quá. Chabukun. Cực kỳ mượt mà. Rồi, Chabukun, tốc độ của Chabukun, đỡ kiểu gì quả này đây. Rồi, xong rồi. Ây à. Mà chân nó à. Quả đấy vào được luôn á. Thằng danh nào ấy. Thôi ra mẹ đi. Đây, ra đây con. Đây rồi, Fernando Morientes. Chabukun. Ơ à. Penalty được quả đấy á. Ok rồi, ok rồi. Quả đấy mình không nghĩ là có penalty đâu.
Quái thổi là hơi bênh ấy nha. Đi đâu? Rồi hay quá nhở. Chào bùng cung. Tuổi gì đuổi được cái con này? Đuổi hộ tao cái, đuổi hộ tao cái, đuổi. Và đó là giá trị của hơn 2.000 tỷ với chào bùng cung. Đi đâu? Đi đâu? Vãi cả đái bên kiểu gì? Mẹ cái thằng tài này. Ở đấy thổi bèn ngu quá. Roberto Carlos. Vít nào. Ok. Vít bước nữa. Hay quá nhở. Chào mừng cung vào đây thì đỡ kiểu gì? Đỡ kiểu gì Ben? Ben là rõ chứ còn gì nữa. Trọng tài có uy tín. Bắt hộ quả này được đi. Bắt hộ quả này được đi. Và đó tiếp tục lại là Michael Essien. Joko. Rồi cứ thế mà vít thôi. Tầm này thằng đuổi được Joko phát này. Tầm này thằng đuổi được Joko đây. Nhẹ nhờ. Nhẹ như lông hồng vậy. Chỉ cần một pha phối hợp rất đơn giản thôi, bàn thắng đã đến dành cho Legionary cộng 8 này. Hay quá nhờ, chào bùm cùm. Lại giống y hệt pha bóng vừa rồi. Bàn thắng thứ hai dành cho Legionary của chúng ta. Xong rồi đấy, xong rồi đấy. Xong rồi, đấy, xong rồi. Không cần phải nói nhiều. Không cần phải nói nhiều. 3-0 dành cho đội của chúng ta. Nét. Mẹ, thằng kèm sút hay đấy nhở. Rồi, ok. Bàn thắng của chúng ta ngay đây thôi. 1-1. Chào mừng cùng chân trái nét thật đấy. Xứng đáng là đầu tàu của chúng ta. Đây rồi, Essien. Essien! Trời ơi, một pha đẩy tốc và sút xa. Có thể nói là mê. Rồi, chào bông côn. Chào bông côn. Vai trưởng ạ. Sao cứa này có thể ngọt ngào đến như vậy nhờ. Mê thật đấy. Cứa kìa. Bên này thoáng quá nhở. Bên này cực thoáng với Chào bông côn. Chào bông côn. Tìm với thằng danh nào vậy, Rieger à? Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Cá lóc kìa. Sút quả thương chưa. Sợ 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 sợ. Sao vẫn rút xuống được chất thằng này nhờ. Bực nhờ. Thủ môn mình cứ lên bừa thế là chết. Cay nhờ. Thằng Jack nhìn tinh thật đấy. Mày đỡ. Rách cái lưới chưa. Michael Essien. Vút. Ua. Bồ đen té sút cũng hay nha. Cái chân trái yêu đấy. Nét.